kể cả con rúi ma đảo hay con rúi mốc, nó đều phải sinh sản được một lứa. Đến hai lứa thì chúng ta mới phát hiện được con đực nào nhảy tốt, con đực nào không nhảy, con cái nào đĩa, con cái nào không đĩa. Đúng không ạ? Mình là Lâm, hiện là giám đốc của hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống bảo tồn động vật có địa chỉ tại Thái Nguyên. Thì hôm nay mình sẽ hỗ trợ bà con 10 cái luận điểm mà tất cả các trang trại và tất cả kênh YouTube rồi những nhà bán lẻ đang khuyến khích bà con nuôi và không chỉ ra rằng những cái thứ đấy là nó không đúng và khiến cho người nuôi không xác định được rõ ràng mục tiêu. Thứ nhất, lựa chọn nuôi bao nhiêu cặp là hợp lý. Đấy là cái sai lầm của chúng ta, là cứ bắt một hai đôi về nuôi mà không biết là mục tiêu của mình trước mắt và mục tiêu dài hạn là gì. Và cái thứ hai nữa ấy, đạt đến trọng lượng khoảng tầm 2 cân là nó có cái thân hình chuẩn là chúng ta xuất thịt được rồi. Đấy. Và nhiều khi ấy, có những người là nuôi đến 3kg thì thân hình của nó phải đắp thêm một lớp mỡ, thì thế thì chúng ta rất là khó bán. Và chính cái suy nghĩ như thế đã khiến cho những người chăn nuôi ấy là lúc nào cũng hỏi xem là anh có cái dòng rúi mốc đại mà 3-4kg một con không bán cho em, thì em không mua cái loại dòng dưới 3 cân. Thì cái dòng rúi mốc đại khi nào nó cũng cứ đạt được 3 cân là chuyện thường. Đấy là do chúng ta kích cám cho nó, hoặc là chúng ta nuôi lâu thì nó sẽ đạt đến cái mức đấy. Nhưng tôi khuyên cáo bà con, rúi chỉ nên 1,5-2 cân là cái loại mốc đại là bán được rồi. Nếu nuôi thêm là nó sẽ có mỡ. 2,5-3 cân là con rúi có mỡ rất khó bán. Chính vì thế chúng ta cần phải cân nhắc lại vấn đề này. Vấn đề tiếp theo, đấy là bà con luôn nghĩ là một con đực có thể phối được 3-4 cái. Ví dụ bà con xem trong chuồng của tôi đi, đang có 2, 4, 5 con. Thế thì nhiều người đến đây cứ nghĩ là à, trong này có một con đực thôi và 4 con cái. Nên là khi mà hỏi tôi là mua giống ấy, thì lại hỏi như này: anh ơi, bán cho em một con đực với lại 3-4 con cái đi, để em về em nuôi sinh sản. Đấy là một cái sai lầm rất là lớn. Đầu tiên bà con phải biết rằng tỷ lệ chọn giống khi bà con mua giống là bao nhiêu. Khi chúng ta mua 10 cặp đi thì mới được 10 cái đi, tôi đang ví dụ thế, thì tỷ lệ con cái chọn được sau này chỉ đạt khoảng tầm 80%, có chỗ chỉ được 70%. Nó tùy vào cái chất lượng nuôi của chúng ta. Tức là 10 con thì chỉ được 7-8 con là sinh sản được, còn 2-3 con kia là chúng ta phải cho đi hàng thịt. Và cái tiếp theo nữa là con đực tỷ lệ chọn nó còn kém hơn cơ. Như hiện trạng ở đây ấy, để con đực nhảy được là nó phải sau cái quy trình là 1 năm thì con rúi này nó trưởng thành hết rồi và nhảy được một lứa, ta mới quyết định con đực nhảy hay không. Thì thường tỷ lệ chọn 10 con ở đây chỉ chọn được 3 con, có nơi giỏi lắm là được 5 con. Thế thì bà con nếu mà mua đến nhà tôi mua một con đực với lại 2 con cái, hoặc một con đực 3 con cái, thì sau con đực nó dính vào con không nhảy được, thế thì mấy con cái nằm chơi à? Rồi nhiều người lại nói như này: à thì thôi thì mua ít đực thì sau này con nào không nhảy được thì đực không nhảy được thì chúng ta mua thêm đực. Xin lỗi bà con như này, bà con phải suy nghĩ là trong cái lượng đực mà chọn được ít như thế thì các trang trại làm sao có đực chuẩn để bán cho bà con. Họ còn không đủ đực để nuôi sinh sản, vì trong trại họ có khoảng 300-400 mẹ chẳng hạn, thì lấy đực đâu đực để nhảy, để mà hỗ trợ cho bà con nhảy, đúng không? Nếu bà con có mua được chỉ hàng fake, cũng chỉ hàng loại trong cái số mà đực thải này đấy, bà con mang về thôi, xong rồi cứ bảo hành không nhảy được không đĩa thì đổi. Ai biết được đổi thì bà con có đổi chán thì nó vẫn đổi thôi, con không nhảy được thì sao, đúng không? Đấy là cái tỉnh táo. Nên chúng ta đi mua rúi, chúng ta cứ đi mua một đực một cái nhá. Sau này 10 con đực chỉ đoạn được 3-4 con, nhảy với lại 7-8 con cái là ok. Và cái vấn đề thứ năm đấy chính mà bà con đang vẫn đang phân vân, là lúc nãy tôi nói là tỷ lệ chọn, thì khi nào thì chọn được, tức là khi con rúi để mà chọn được, kể cả con rúi ma đảo hay con rúi mốc, nó đều phải sinh sản được một lứa.
đến hai lứa thì chúng ta mới phát hiện được con đực nào nhảy tốt, con đực nào không nhảy, con cái nào đĩa, con cái nào không đĩa, đúng không ạ? Thì bà con cũng phải nghĩ này, nếu mà để chọn được như thế thì con đực này nó phải đã trưởng thành rồi, nó phải đạt cân rưỡi 2 cân rồi. Đấy, đấy là đối với dòng chuối mốc. Còn đối với dòng hoa đào có khả năng nó phải đạt đến khoảng tầm 3 cân đến 5 cân, nó tùy từng con thì mới chọn được. Có khả năng là những con mà nó không nhảy bao giờ ấy là chúng ta chọn được luôn, chúng ta thả ra ngoài. Còn những con nhảy nhưng không đậu, thay con cái khác bảo con đực vẫn không được thì chúng ta mới phải ra ngoài được. Và sau chúng ta chọn con cái nào, nhiều con cái nó sẽ không đĩa đâu, nó không đụng được đâu, là chúng ta thải luôn. Có những con cái muôn đời nó chỉ đĩa một con đấy, thế là phí lứa đĩa, chúng ta cũng thải. Cái vấn đề tiếp theo đấy chính là vấn đề tính lợi nhuận. Bà con đang rất là máy móc, 1+1=2, 2 × 2=4. Đấy tức là nuôi được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Thì bà con không biết là bây giờ người ta chơi bất động sản hay chơi chứng khoán nó còn tụt chết bộ sơ đi chứ. Còn chăn nuôi thì không thể lường trước, lứa này đẻ 5 con, lứa này kia đẻ 3 con, lứa này con nó bị chết, lứa kia con nó còn sống, đúng không ạ? Đấy là những cái thiệt hại. Thế thì rất nhiều người ấy ở nhà đem sách vỡ ra gạch đầu dòng, nuôi 10 đôi rúi mốc thì một con cái đẻ 5-3 lứa, một đứa đẻ 2-4 con, tính trung bình 3 con. Thế là một năm một con cái đấy nó sinh sản được chục con non. Và chục con non đấy là khi mà chúng ta nuôi lớn 1,5 cân 2 cân bán 600.000 một cân, là 1 triệu một con. Thế thì một năm 10 con mẹ đẻ 100 con non, 100 con non đấy nuôi lớn là bán được 100 triệu. Đúng không ạ? Ai à? Thế thì đầu tư khoảng tầm 50 con là được 500 triệu rồi. Tính rất là may móc. Đấy, không nghĩ đến những cái vấn đề gọi là chúng ta chưa có kinh nghiệm tự do này. Sự chọn lọc khi chúng ta mua về chúng ta đào thải bớt bố mẹ đi này. Đấy, sau cái thời tiết năm nay nó bất lợi, nó sinh sản kém thì sao? Thế thì chúng ta phải tính được cái bài tính như thế này. Một con non khi mà nuôi lớn chúng ta chỉ tính là chúng ta bán được 1 triệu thôi. Đúng là 1 triệu. Nhưng một cặp bố mẹ lợi nhuận tối đa cái loại rúi mốc này chỉ được 4 triệu đến 5 triệu là cao, chứ không được 10 triệu như bà con nghĩ. Tức là chúng ta phải giảm tỷ lệ đi một nữa. 5-3 lứa đĩa thì chúng ta tính 2 lứa thôi. Đấy. Và đĩa một lứa từ 2 đến 4 con chúng ta tính 2 con thôi. Thế thì chúng ta một năm chỉ được 4-5 con non. 4-5 con non đấy bán là 4-5 triệu trừ cái chi phí gọi là thức ăn không đáng là bao, khoảng tầm 500-700 nghìn, chúng ta vẫn lợi nhuận được trên 3 triệu đồng một bộ cặp bố mẹ. 10 cặp chúng ta có 30 triệu đúng không ạ? 50 cặp năm lợi nhuận được khoảng tầm 150 triệu. Đấy là sát thực nhất trong vấn đề chăn nuôi. Đấy. Đấy là những cái lưu ý mà tôi hỗ trợ bà con, những người đang có ý định nuôi cái dòng rúi mốc này. Nhưng dòng má đào nha, nó sẽ được lợi nhuận gấp 3 lần. Vấn đề thứ bảy tôi muốn nhắc khéo bà con, đấy là hiện nay tất cả các trang YouTube, các cái hội gọi là PI sản phẩm và những cái hội gọi là đi thuê các trang trại đấy, để chăn nuôi và mua bán con giống, thì bây giờ họ đang khuyến khích người ta mua giống ưu đãi này, mua 10 tặng 1 này, rồi nuôi rúi nuôi rẻ lắm, không có bệnh đâu này, sức đề kháng rất là cao. Thế xin lỗi bà con, nếu không có bệnh mà bất tử ấy nhá, thì rúi nó sẽ rẻ như thịt chuột mà không ai lấy. Thế tại sao con rúi nó vẫn đắt như thế, nó vẫn 500-600 nghìn một cân rúi mốc? Đấy là do rất nhiều cái lý do. Thứ nhất ấy là cứ tận dụng, thấy người ta bảo là không mất chi phí làm trang trại đâu, xem cái góc bếp, cái góc nhà, góc chuồng lợn, góc chuồng gà nào đấy mà chúng ta nuôi thua lỗ không nuôi nữa, chúng ta dựng mấy cái viên gạch như thế này vào góc nó nuôi, xin lỗi bà con, và đứt hết, ra đi hết. Tại vì sao? Những ngày này là đang cuối tháng, cuối mùa thu này, đang giao mùa đông này, đang lạnh này, bà con nhìn thấy không? Tất cả trang trại chúng tôi đang phải thấp nhiệt độ lên 28 độ. Tại sao nhiệt độ chỉ cần 22 độ là đủ, nhưng đây tôi phải thắp lên 28 độ. Đấy là phải dâng nhiệt độ đầu mùa để cho tránh hiện tượng con rúi nó phải sốc nhiệt. Đấy là những điều cơ bản.
Thế thì bà con nếu mà đem về nhốt vào cái góc chuồng gà, chuồng lợn có nuôi được không ạ? Sẽ không bao giờ nuôi được. Dị ứng thời tiết nó chết ngay. Bây giờ chúng ta có con rúi, ví dụ nó đang đào hang sống dưới đất, chúng ta móc được lên trên cái môi trường bên trên khí hậu này, chúng ta nuôi thì nhiệt độ nó phù hợp với giống như hệt là nhiệt độ sinh sống nó. Có ông nào bắt con cá ở dưới sông lên xong rồi đem lên trên mặt đất để đấy nuôi mà nó sống không? Đúng không ạ? Không bao giờ. Thế thì thứ nhất, nhiệt độ mà để con rúi ấy, nó phát triển được là 18 đến 28 độ là nó sinh sản tốt. Còn từ 28 độ lên 32, 35 độ là nhiệt độ đấy để nó sinh tồn chứ không phải để sinh sản nữa. Nó vẫn sống bình thường nhưng không sinh sản. Thế thì yêu cầu đặt ra là để dâng được nhiệt độ là chuồng trại phải như thế nào? Tất nhiên là phải khép kín rồi. Rúi sợ nhất là độ ẩm cao, nằm ở mặt gạch. Đấy, tất cả cái mặt gạch của tôi đây, nhìn ở bên dưới rãnh là biết. Đấy, là chúng tôi xây cao lên khoảng tầm 20 phân. Cái tiếp theo là phải thật ấm, phải có một dàn bóng sưởi sẵn sàng để khi nào chúng ta kích nhiệt độ mà ta kích lên thật nhanh. Và khi mà mát thì chúng ta, tất cả bà con nhìn xung quanh tưởng tôi là có một hệ thống cửa sổ. Khi mùa hè đến, mở cửa sổ toang ra để cho nó thoáng. Đấy, cho nó hút được cái không khí mát ở bên ngoài. Và mái chúng ta phải đóng trần. Đấy, trên trần chúng ta phải đóng. Xung quanh trang trại phải trồng cây. Và nhất là chúng ta trồng càng nhiều cây càng tốt. Cây thì tại sao chúng ta phải trồng cây? Chúng ta trồng là thứ nhất là chúng ta tạo độ mát trên mái. Thứ hai là cái lớp cây bên ngoài tường chúng ta phải trồng thật nhiều, thật dày. Thì cái lớp cây đấy để chắn cái ánh nắng rọi trực tiếp vào chuồng. Thì bà con đang bây giờ vẫn đang suy nghĩ rằng là không biết chống nóng thì chúng ta nên chống ở trên trần hay là chúng ta chống cả tường. Chính ở tường nó hấp cái hơi nóng vào còn mãnh liệt, còn nhiều hơn so với lại cái trên trần nhà. Chính vì thế nó hâm nóng cái trang trại của chúng ta lên, làm cho con rúi trong này nó toát mồ hôi, nó ngột và nó chết. Đấy chính là những cái mà tôi muốn chuyển bà con. Nhiều bà con hiện nay á là mua rúi, mua chồn, mua giòn về là bị chủ trại nhé. À không, mà phải được chủ trại và cam kết là không đĩa này, không sinh sản này, mà con đấy chắc chắn 100% mang bầu vít giấy rồi, xong là không được thì đem lên đổi. Về nay đây một số người đấy mang đến không đổi được. Ông mua những con mẹ ở chỗ khác về hậu hóc xong đem không đổi à? Ông bây giờ phải chứng minh được những con này là của tôi. Chứng khoán này, xong rồi bảo hiểm Manulife các kiểu, bảo hiểm nhân thọ ký cam kết nhau lấy tiền đâu? Cơ sở pháp lý rõ ràng, công an can thiệp còn chả lấy được đây, có mấy con rúi với mấy con chồn, các ông lấy kiểu gì? Và vấn đề đặt ra đây là tại sao không mua cái loại đấy? Thứ nhất ý, loại động vật hoang dã khi mà chúng ta mua về nó sẽ bị hoáng này, đi nó dao động này, đấy, xong rồi người nuôi mới này, thời tiết khí hậu mới về gần như là nó sẽ không được. Tại sao người ta lại bảo này, khi mà những cầy con chồn, con giòn, con rúi đĩa thì đấy, né tránh tuyệt đối, âm thanh mạnh rồi là tuyệt đối không cho người lạ vào. Thế thì vô tình ông mang những con đang có bầu đấy hoặc là đang nuôi con đấy về thì ông không phải là người lạ. Ông là khách hàng, ông đến ông bắt cái ổ rúi này đi hoặc con này đang mang bầu mà ông bắt đi thì ông không phải người lạ chăn nó à? Về nơi nhá, đảm bảo đến 50% số lượng trên đấy sảy thai. Còn 30% về nhà 1-2 hôm con mẹ chết, còn lại là đĩa non. Và con nào đĩa chuẩn ngày thì xa nó vẫn cắn con chết. Và những con mẹ đã bị cái hiện tượng như tôi vừa nói trên đấy thì 100% là lứa sau không động được nữa, không sinh sản nữa. Vì nó bị chết, nó bị hoảng. Cái loại đấy thải. Chính vì thế khi mà những người nào mà đến bắt tôi nói quan điểm nữa là nó đang chữa, đang nuôi con nhé, bắt tôi bán giá cao đấy, nó có vấn đề gì như những hiện tượng tôi vừa nêu trên, tôi không chịu trách nhiệm. Quan điểm nó rất là rõ ràng, vì tôi biết kiểu gì nó cũng xảy ra. Mà đấy là các bạn là cố tình mua thì tôi ép đâu, giá được giá, có tiền tôi được bán chứ, đúng không? Và đây là những cái luận điểm mà tôi cần phải hỗ trợ bà con nhiều. Nếu bà con quan tâm đến tôi thì bây giờ có thể đến 3 cơ sở để chăn nuôi để có thể mua giống thôi. Thứ nhất là Hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống bảo tồn động vật tại Thái Nguyên, có địa chỉ tại xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
và số điện thoại là 0347698888. Địa chỉ thứ hai tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và số điện thoại là cũng có thể liên lạc cho tôi 0347698888, hoặc liên lạc với bố tôi là chủ trang trại đấy, là 0356810606. Địa chỉ thứ ba trong Đắk Lắk là thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Karong Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nếu bà con có nhu cầu đến xem con giống và mua giống có thể gọi cho anh Sơn theo số điện thoại 0866087087. Xin kính chào bà con.